Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Nhật Đăng Lên và tôi là Hải Đăng. Trong tập ngày hôm nay, Đăng sẽ dẫn mọi người đến tham quan một căn nhà với diện tích là ngang 5 dài 16, 80 mét vuông, được xây dựng theo phong cách hiện đại trẻ trung với 4 phòng ngủ. Và nó đang được nằm ở trong một cái khu dân cư cầm bao, có bảo vệ nè, có công viên, và với những cái trục đường số trước nhà rộng lên tới 8 mét, và căn nhà thì nằm hướng Tây Nam. Hiện thì đang được chủ nhân chào bán với mức giá là 9 tỷ 380 triệu đồng. Trước hết thì phải nói về phần ngoại hình. Chúng ta có một cái ngôi nhà mang phong cách hiện đại với những cái bề mặt khối vuông vức và sự kết hợp giữa là vật liệu đá li nắc và những cái tấm ốp nhựa ngoài trời bên trên. Nó tạo nên được cái vẻ cứng cáp nhưng nó cũng không làm mất đi cái tính sang trọng cho cái phần ngoại hình của ngôi nhà. Và đây chính là phần mặt tiền trước nhà của mình. Chúng ta có mặt tiền rộng lên tới 8 mét. Và đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Về phần mặt dựng của ngôi nhà thì chúng ta có phần đá marble và hai hệ thống cửa là hệ thống cửa cuốn và cửa nhôm xuyên pha ở bên trong. Đang mời mọi người vào. Thường đối với những cái ngôi nhà hiện đại ngày nay thì người ta sẽ tối ưu những cái không gian bên trong để tạo nên được cái sự tiện lợi cho chủ nhân khi muốn sở hữu nó. Chúng ta có một cái phần gara xe hơi ở phía đằng trước nhà, rộng rãi lên tới 6 mét. Đang nghĩ là với 6 mét thì các anh nhà mình có thể đậu luôn hẳn một chiếc bán tải vào đây rồi, đúng không? Và ở đây nữa thì chúng ta có phần đá được ốp cao lên 1m2, và cái này được ốp âm tường nha mọi người, nó tạo được sự sạch sẽ. Và nếu như mọi người mà có mặt tại đây thì chắc mọi người cũng sẽ thấy được là cái phần sơn nước thì họ đã sử dụng cái phần là sơn dầu. Đây là một cái loại sơn, nó cái tay nghề của cái người thợ sơn nó cũng phải kỹ nữa để không nó bị quện quện đó mọi người. Và đây thì nó sạch sẽ, dễ vệ sinh. Chúng ta có phần trần cao ráo thoải mái. Và đang nghĩ là nếu như mọi người nhìn qua camera thì mọi người sẽ thắc mắc là đối với một cái nhà 5 x 16 thì làm sao mà nó rộng đến như vậy, đúng không? Đó là những cái yếu tố kỹ thuật mà chỉ có những cái người mà ở trong cái ngành thì họ mới biết được. Theo cái kinh nghiệm của Đăng thì trước hết thì về cái phần mà cột hộp sen bên trong nhà, hầu như trong đây thì họ đã giấu đi một cách rất là khéo léo, nên do đó là những cái phần hộp gen đó nó nhỏ. Mọi người khi mà cái cảm giác khi bước vô cái nhà này thì mọi người lại nghĩ đó, đây là một cái ngôi nhà ngang tới tận 5m2 chứ không phải là 5m. Nếu như nhìn ở ngoài thì mọi người sẽ thấy là rất là rộng. Và sẵn đây cho xe xíu lưu ra. Nếu như mọi người muốn trải nghiệm căn nhà này hoặc là những căn nhà đẹp khác trong cùng khu vực thì hãy liên hệ với số hotline đang để ở bên góc phải màn hình. Và nếu như mọi người coi hết video này, thấy video này hay, đừng tiếc cho Đăng một like và hãy share video để ủng hộ kênh nha. Mời mọi người vào bên trong trải nghiệm tiếp. Về phần bậc tam cấp thì chúng ta sẽ dẫn lên trên khu vực phòng khách. Đây là một cái căn nhà theo cái cảm nhận của Đăng. Với diện tích chiều dài lên tới 16 thì những cái bố cục bên trong nhà được phân chia rất là hợp lý. Chúng ta vẫn có một cái phòng khách rất là rộng với một cái bộ sofa lớn ngay đây. Vách đằng sau lưng cái sofa thì chúng ta có cái được ốp nhựa nè mọi người, nhựa giả gỗ, và một cái bức tranh phong thủy với hiệu ứng rất là tốt. Máy lạnh thì cũng đã sẵn sàng nè. Phần trần nó cũng cao, nó làm thoáng cho cái không gian ngôi nhà này. Và cầu thang thì được đặt ép bên sau bên trong tường với một cái hệ tủ lớn ngay đây và một cái tivi rộng lên tới 65 inch. Và di chuyển ra cái khu vực nhà ăn phía sau thì ngay chỗ này chúng ta có thêm một cái hệ tủ trang trí ngay đây nè. Một phần nào đó nó cũng làm đẹp cho ngôi nhà và nó cũng che đi cái chỗ mà khu vực gia đình mình ăn uống ngay đây. Và ở đây chúng ta có một cái bộ bàn 6 ghế ngồi mặt đá. Phần ở bên trên ngay chỗ vách bàn ăn thì cũng được trang trí bằng những cái vật liệu kết hợp như là nhựa nè và cái thanh nhựa giả gỗ này, nó tạo nên giống như là một cái bức tranh cho cái không gian này nó ấm áp hơn. Và ngày xưa thì ông bà ta hay có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm, đúng không mọi người? Và chúng ta có một cái không gian bếp rộng rãi. Nói chung là đang theo Đăng, cảm nhận của Đăng thôi, với diện tích này là nó rộng rãi, nó đầy đủ, nó tối ưu. Tại vì cái phần tủ bếp được làm đụng trần bên trên, chúng ta có rất là nhiều những cái ngăn tủ để có thể để đồ cho cái không gian bếp mình nó gọn gàng.
và những cái phụ kiện bên trong thì nó cũng đã được trang bị sẵn sàng để đón những người chủ nhân mới, như tủ lạnh side by side và tủ đồ khô ngay đây với những cái phụ kiện thông minh ở bên trong để mình bỏ đồ. Và cái tủ này thì đang sẵn chia sẻ, cái tủ này thì những cái khung Edil này nó rất là cứng nha mọi người, nhưng mà mọi người cũng đừng nên bỏ mấy cái, khi mà sử dụng thì đừng nên bỏ mấy cái gì mà nó nặng nặng ngay chỗ phần cánh thì nó làm xệ cái phần cánh đi, mình chúng ta bỏ ở trong đây thì nó sẽ tối ưu hơn. Chúng ta vẫn có tủ gạo nè, và lò máy hút, bếp từ và máy rửa chén luôn, này đúng kiểu vắt sạch ngon cơm luôn mọi người. Chúng ta vẫn có rất là nhiều thứ ở bên trong này. Đây, ở dưới đây cũng có nữa nè. Mọi người coi camera thì mọi người thấy rõ mà. Ở đây thì chúng ta có cái chỗ để bỏ dao rồi này nọ vô đây. Và cái vật liệu để làm nên cái tủ bếp này đó chính là lõi nhựa composite. Đây là một cái loại vật liệu được xây bằng cái bột nhựa mịn ra ép vào. Khi mà mình sử dụng như vậy thì cái nhất là giá thành nó sẽ cao hơn cái loại gỗ chút xíu, nhưng mà mình sử dụng thì nó sẽ bền theo thời gian nè, và nó không có bị thấm, không bị cong vên co ngót gì hết, nên là do đó là những cái vật liệu như thế này thì nó ngày càng được ứng dụng vào bên trong đời sống của những ngôi nhà hiện đại này rất là nhiều. Và cái lớp bên ngoài cũng được phủ bằng một cái lớp acrylic chắn gương, nên do đó là những cái thiết bị đèn nó cũng phản chiếu vào khu vực bếp, nó sẽ góp một chút nào đó làm cho cái không gian này trở nên nó sống động hơn. Các anh nhà mình thì bớt, nó sẽ, khi mà có cái nhà này đang nghĩ là sẽ bớt nhậu ngoài để tối về mình cùng gia đình tận hưởng trong cái không gian này, nó cũng hay đúng không mọi người. Đây mình nói này chắc là mấy anh chắc không cho mấy chị mua cái nhà này đâu á. Đang đùa tí thôi. Ngoài đây thì chúng ta có cái không gian giếng trời ngoài này với toilet được đặt lịch sự phía ngoài kia. Đăng mời mọi người chúng ta sẽ cùng lên tầng 1 nha. Khi Đăng di chuyển cầu thang thì Đăng, cái cảm nhận của Đăng thì Đăng thấy cái cầu thang này, cái phần cao độ của nó được làm rất là hợp lý. Nó khiến cho Đăng di chuyển lên đây một cái cách rất là dễ chịu. Đăng nghĩ là nhà mình mà có trẻ con hay người lớn tuổi thì cái việc di chuyển lên trên cũng rất là dễ dàng. Và chúng ta vẫn có tranh được trang trí theo những cái phần hành lang tường ngay cầu thang. Ngay đây cũng vậy. Ở tầng 1 thì được chia làm hai không gian là của hai phòng ngủ, thì Đăng mời mọi người chúng ta sẽ vào phòng ngủ phụ trước nha. Bên trong phòng ngủ phụ này thì cũng đã được trang bị hết đầy đủ nội thất ở bên trong, đến từ những cái vật liệu như là gỗ công nghiệp. Và ở đây chúng ta có một cái giường mét 8 nè, đệm và gối thì cũng đã có đầy đủ hết rồi mọi người. Và bên trên cái phần vách thì cũng được trang trí bằng với sự kết hợp giữa là một cái vật liệu nhựa lại với nhau. Ngay đây, và chúng ta có một cái bức tranh rất là đẹp ngay chỗ này, tranh sơn dầu luôn nha mọi người. Tủ bên kia thì cũng được làm cao đụng trần nè. Và ở đây phòng ngủ sau thì sẽ sở hữu một cái khoảng cửa sổ cực kỳ lớn. Cái này nó lớn hơn cái cửa sổ nhà đối diện bên kia luôn, bên kia thì nó hơi nhỏ. Cái cửa này nó sẽ giúp mình lấy gió và ánh sáng rất là tốt. Qua phần bên đây thì chúng ta có thêm một cái bàn nhỏ nhỏ ngay đây, bàn trang điểm. Ở bên trong để có lớp kính ở bên trong nè mọi người. Đó thì mình sử dụng thì mình có thể mở cái tủ này ra, nó giúp cho nó tối ưu những cái không gian. Ngay chỗ này là kệ tivi với những ngăn tủ rất là nhiều, kệ trang trí ngay đây. Và chúng ta có một cái toilet ở bên trong. Bên trong toilet này thì cũng đã được trang bị hết đầy đủ cái thiết bị vệ sinh rồi. Và ở đây thì cũng có thêm một cái bàn nữa nè, kính và những cái hộp tủ ngay đây. Mọi thứ đều đã được tối ưu hết toàn bộ. Và đây chính là căn phòng master. Bật mí với mọi người luôn thì cái cửa phòng, cửa cả phòng và cửa toilet thì được sử dụng bằng cửa nhựa nha mọi người. Và cái cửa này nó rất là chắc chắn, nó nặng y chang như cửa gỗ vậy đó. Bên trong phòng master thì diện tích nó sẽ lớn hơn cái phòng ngủ phụ đằng sau chút xíu. Ở bên trong này thì cũng đã được trang bị hết đầy đủ nội thất rồi nè, như đệm rồi gối thì cũng đã sẵn sàng, không thiếu một cái thứ gì hết. Tủ thì cũng được làm đụng trần. Và theo Đăng thấy cái tủ này sức chứa nó cũng vừa đủ thôi. Nếu mà hai vợ chồng thì Đăng nghĩ là chỗ này nó đủ cho mọi người để rồi. Và Đăng thấy là cái cách bố trí ánh sáng bên trong căn phòng này thì cũng rất là logic và hợp lý.
từ những cái thiết bị đèn ở bên trong và những cái ánh sáng tự nhiên từ những cái ô cửa sổ lớn ngay ngoài này. Và chúng ta vẫn có một cái tấm rèm mỏng ở phía ngoài nữa nha mọi người. Chỗ này bàn làm việc nhỏ nè, hay là ở đây có một cái bệ để chúng ta có thể ngồi ở đây đọc sách với ánh sáng tự nhiên từ những cái ô cửa sổ. Phía đối diện giường ngủ thì vẫn có một cái hệ tủ lớn để chúng ta để tivi và những cái ngăn ngay đây để chúng ta có thể bỏ những cái vật dụng mà mình yêu thích như chỗ này. Ngoài đây thì chúng ta có một cái phần ban công lớn. Đang nghĩ là mọi người có thể đặt thêm một vài cái chậu cây yêu thích ngay đây, hoặc là một bộ bàn ghế nữa thì cũng ok đúng không ạ? Chúng ta vẫn có toilet ở bên trong phòng với đầy đủ các thiết bị vệ sinh. Toilet cũng rộng rãi thoải mái, và tấm kính đứng bên trong thì cũng rộng nè mọi người. Và ở tầng 2 thì cũng còn hai phòng ngủ nữa, tổng nhà mình có 4 phòng ngủ nha mọi người. Thì đang xin bước qua tầng 2 để tránh làm mất thời gian của mọi người. Chúng ta sẽ cùng lên sân thượng luôn nha. Về phần sân thượng thì những căn nhà ngày nay thì nó cũng giống như những cái căn khác mà đang đã review trên kênh trước đây. Chúng ta vẫn có phòng thờ lớn trên này, một cái ô giếng trời lớn để ánh sáng từ bên ngoài xuống những cái khu vực ở bên những cái tầng dưới. Phần sân sau thì chúng ta đã được bao bằng khung bảo vệ lại hết rồi mọi người. Chúng ta vẫn có chỗ để máy giặt ngay đây. Di chuyển ra phía trước thì chúng ta có một cái sân thượng đằng trước cũng rộng rãi thoải mái. Ở đây thì cũng trồng thêm một số loại cây này nè, và view thì cũng rất là thoáng nha mọi người. Chỗ này thì gần xong nữa, nhưng mà tiếc một cái là đang quay lúc 11 rưỡi trưa nên chỗ đó hơi nắng.